chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì anh Đạt cũng lại đang có mặt ở bối cảnh quay chung cư nhà của Mai. 3, 2, 1, yes. Từ những cái lúc đầu mà khi mình đến casting và những ngày đầu mình làm việc thì mình luôn luôn nghĩ mình là nhân vật Mai. Ở trong đầu mình nó sẽ phải mặc định là như vậy. Thì khi như vậy mình cảm giác như vậy, mình thổi hồn vào trong cái câu chuyện này, nó mượt mà hơn và nó chân thật và nó sống động hơn đối với bản thân anh Đạt. Mặc dù là ngày đầu tiên thì làm việc mọi người chắc là cần thời gian để mọi người có thể làm quen với nhau nhiều hơn một chút xíu. Thì qua những ngày sau nó mới suôn sẻ được. Hy vọng trong 40 mấy ngày hoặc 40 mấy ngày còn lại là sẽ mỗi ngày là một hành trình đầy niềm vui. Mọi người chờ nha. Để chuẩn bị bước vào cái dự án thì mình sẽ đương nhiên là về kỹ thuật, về cảm xúc mà nó còn về thể lực. Khi mà thể lực của mình nó xuống rồi á, mình sẽ còn có thêm cả trí lực. Bởi vì bản thân mình sẽ không có muốn làm phiền đến mọi người. Bởi vì cái lịch nó quá dày rồi, mỗi ngày mình phải hoàn thành nó. Cái mục tiêu của mình lúc nào phải hoàn thành nó, mà phải hoàn thành tốt. Thì mình nghĩ là cái nhân vật Mai rất là nặng, rất là lớn. Và mình phải mọi giá, mọi cách làm nó ở mức là tốt mỗi ngày. Cũng có những cái phân cảnh là mình sẽ cảm thấy mất thời gian để cân bằng lại. Nhưng mà cũng có những phân cảnh là thật sự mình vừa kết thúc cảnh quay là mình đã có thể bình tâm để mình trở lại là bản thân của mình ở ngoài đời. Bởi vì ở trong cái phân đoạn đó, khi mà mình diễn hết tất cả những cái thách đó rồi á, những cái gì cảm xúc nhất nó nằm hết ở trong đó rồi. Thì đó là cái cách mà mình cảm thấy là mình cân bằng giữa cái công việc, khi nào mình nhập tâm và khi nào mình nên buông ra, mình lái cái suy nghĩ của mình đi để mình cân bằng cuộc sống. Ấn tượng ban đầu thì Đào thì khúc đầu là sao ta? Nói chung là cảm giác nó sao ta? Ngại quá, mình không biết nói làm sao đó. Mình chỉ biết là tính ra 2 tuần sau khi mà đóng với Đào, Đào cũng dễ thương nha. Chứ cũng không khó gần như mình nghĩ nha. Mà Tuấn phải công nhận một điều là Đào là một diễn viên rất là giỏi. Giỏi trong cảm xúc, giỏi trong cách tạo chemistry với bạn diễn. Tuấn thật sự là Tuấn cũng rất là cảm ơn Đào. Tại vì Đào cho Tuấn một cái cảm giác là rất là thân, rất là gần gũi. Cho nên đó là khi mà đóng những cái phân đoạn về hai người á, tạo cho mình một cái cảm giác mình tin đây là một người con gái cần được sự che chở. Cái Tuấn thấy hay nhất của Đào là Đào cho Tuấn tin đây là một nhân vật Mai thật. Khi mà Tuấn đóng phim với Đào, Tuấn không thấy Phương Anh Đào mà Tuấn thấy đây là nhân vật Mai. Thì Tuấn là một người bạn mà anh Đào cảm thấy là ở cái chàng trai này có cái sự chân thành và có rất là nhiều cái sự cố gắng. Ảnh không có nói nhiều nhưng mà ảnh sẽ bằng một cách nào đó ảnh luôn luôn âm thầm quan tâm và hỗ trợ cho anh Đào rất là nhiều ở trong cái công việc này. Riêng cái diễn viên mà Thành chọn cho vai Mai lần này, đây là một cái người mà giống với lại Mai trong trí tưởng tượng của Thành nhiều nhất. Phương Anh Đào với Thành là hơn cả một sự lựa chọn. Đây là định mệnh, phải gặp nhau và vai này phải là Phương Anh Đào. Đây là một người diễn viên rất là chuyên nghiệp, đa dạng trong cách diễn xuất và cô ta thật sự có một cái nội tâm, một cái chân thật cảm rất rất là tốt. Phương Anh Đào không bao giờ từ nan bất cứ một yêu cầu nào của Trấn Thành. 3, 2, 1, yes. Mai! Tại sao chị ngủ ít chậm tao rồi vậy? Chồng chị đẹp quá hả? Chị vô tại đó chứ. Chắc chắn là anh sẽ yêu cầu rất nhiều và anh cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Nói chung là cũng thương ảnh lắm. Một người đạo diễn làm việc nhiều thì rất là thú vị luôn. Bởi vì anh sẽ có những loại tâm lý đặc biệt và anh luôn yêu cầu cái sự diễn xuất đa chiều. Nhận và sau đó phát. Và sau mỗi lần mình yêu cầu thêm, Phương Anh Đào sẽ làm tiếp. Làm tiếp và làm tiếp. Ngày nào cũng vậy, nó là một cái hành trình về mặt thăng trầm cảm xúc, nhiều loại tính cách va vào ở trong một nhân vật. Theo từng phân đoạn mình thấy rất là thích. Đây là một diễn viên rất là tài năng và ngay từ lúc đầu Thành mới nói là cái cô này cô quá đẹp, cô quá giỏi. Nhưng mà Thành vẫn chưa thật sự thấy được một vai diễn nào mà với Thành là thật sự lột tả và lôi hết được con người bên trong của Phương Anh Đào ra. Bản thân anh Đào khi mà làm việc với cả anh Trấn Thành trong dự án này, anh Đào cảm thấy anh Thành rất là kiên nhẫn. Anh biết là anh cần cái gì, anh muốn cái gì và anh trình bày rất là rõ và anh rất là dễ thương để mọi người cùng nhau cho ra được cái kết quả mà anh mong muốn ở trong scene đó.
thì thật sự là phải cảm ơn ảnh vì đã rất là kiên nhẫn với diễn viên. Thì hy vọng thôi, đây là hy vọng của Thành, là bộ phim này ít nhiều gì quý vị có thể thấy được một con người mới và một cái nội tâm sâu thẳm nhất của Phương Anh Đào từ trước đến giờ. Mỗi dự án mình sẽ có những cái học hỏi sàng lọc rất là khác nhau, mà dự án này mình sẽ học được, mình sẽ phát triển bản thân, phát triển kỹ năng của mình nó ở một cái bước xa hơn bản thân của mình ngày hôm qua nữa. Thật sự là anh Đào rất là hào hứng để mà mời quý vị khán giả ra rạp vào Tết của 2024 này để xem phim Mai. Hy vọng là mọi người sẽ sẽ có thể đón nhận hết tất cả những cái tâm sức của cả ekip đã dành cho bộ phim này. Và mọi người, nếu như mọi người thấy hay thì mọi người hãy lan tỏa nó đến nhiều khán giả khác nữa. Cảm ơn mọi người.